Chiều ngày 4 tháng 2, Nam Cho Hai có mặt tại sân bay Incheon, lên đường sang Mỹ chụp ảnh tạp chí. Xuất hiện trong trang phục tối màu đơn giản, nhưng anh lại thu hút sự chú ý của mọi người nhờ diện mạo nổi bật, chiều cao chuẩn người mẫu và gương mặt lạnh như băng đầy cuốn hút. Như thường lệ, nụ cười mỉm tỏa nắng của Nam Cho Hai dễ dàng đốn tim hàng loạt các fan nữ. Dù xuất thân người mẫu, nhưng từ khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Nam Cho Hai vô cùng tích cực đóng phim. Chỉ trong năm 2016 vừa qua, anh chàng đã tham gia 3 bộ phim đình đám, từ Chasing the Trap, Người tình ánh trăng đến Tiên nữ cử tạ. Diễn xuất chưa được thật sự trơn tru, nhưng có thể thấy nam diễn viên 23 tuổi đã nỗ lực và cải thiện rất nhiều. Ngay khi vừa kết thúc Tiên nữ cử tạ, Nam Cho Hai nhanh chóng nhận về dự án phim mới của đài TVN mang tên Cô dâu Thủy Thần. Đây là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, kể về chuyện tình giữa một cô gái được chọn làm vật tế và thủy thần. Nam diễn viên 24 tuổi sẽ đảm nhận vai thủy thần Harpeth, lạnh lùng, có quá khứ phức tạp nhưng cũng rất si tình, luôn nâng niu hy sinh vì cô dâu xinh đẹp của mình. Bối cảnh của bộ phim được diễn ra ở Seoul hiện đại thay vì cổ trang như bản truyện tranh. Lần này anh sẽ kết hợp với đàn chị Moon Tae-won, cặp đôi chị em chênh lệch tận 8 tuổi này dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song vẫn rất đáng mong đợi của màn ảnh Hàn năm 2017. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.